bạn thân khác giới nguy hiểm như thế nào? Nghe mọi người tâm sự về bạn thân khác giới làm em nhớ câu của người yêu cũ: tớ muốn có người yêu và cả bạn thân khác giới. Lúc đó em ngu vờ lờ chị ạ, do em cũng có bạn thân khác giới nên em cũng muốn công bằng cho người yêu cũ, nên đồng ý cho người yêu cũ có bạn thân khác giới. Thế là da đầu đã nhú nhú, để tránh bi kịch ấy em đã mưu mô tính kế và cặp đôi ấy không đến được với nhau, và cả trường đã biết được bộ mặt thật của chúng nó. Bạn thân khác giới là một thứ gì rất là nhạy cảm, rất là khó chịu, rất là chướng tai gai mắt luôn nha. Không bao giờ tin được cả. Nếu mà mình chưa từng trải qua thì mình còn có một chút niềm tin, nhưng mà bởi vì mình đã trải qua rồi nên là mình tin luôn các bạn ạ. Bây giờ chỉ cần nhắc đến bạn thân khác giới thôi, tức là mình mà quen ai mà có bạn thân khác giới là mình, mẹ mình xách dép mình chạy luôn, say goodbye luôn, không có cơ hội luôn nha. Trừ trường hợp mà kiểu mình thích người ta quá rồi, xong người ta cũng thích mình quá rồi, xong rồi kiểu hai đứa muốn yêu nhau lắm rồi á, thì lúc đấy còn xem xét, còn xem là thái độ của người ta với cả người yêu khác giới như thế nào. Chứ còn mới chỉ quen nhau nhá, mà chưa có tình cảm nhá, chưa có gì nhá, thì mình sẽ kiểu như là mình sẽ tránh trước ấy. Thì mình chỉ cần nghe thấy đối phương có người bạn thân khác giới rồi mình xách dép mình chạy luôn, vái ba vái xong chạy luôn, không bao giờ quay lại nữa. Trời ơi sợ lắm. Thôi nói chung là mình cẩn thận thôi, mình bảo vệ bản thân mình thôi, chứ biết lúc nào sừng nó mọc đúng không mọi người. Tức là các bạn để hiểu là con trai với con gái, cái sức hút giới tính nó rất là lớn. Ở bên cạnh nhau rất dễ để nảy sinh tình cảm. Hai đứa chả là cái gì, chả quen nhau, mới quen nhau, ở bên cạnh nhau lâu còn dễ nảy sinh tình cảm, chứ nói gì đến kiểu bạn thân khác giới. Bạn thân khác giới kiểu lúc đầu chúng nó nghĩ là bạn bè thôi, ở bên cạnh nhau xong rồi là thể hiện những cái hành động, rồi là những cái lời nói quan tâm này kia. Ê, xong kiểu đấy thì chả siêu lòng đúng không? Ai tin? Trời ơi! Các bạn tin chứ mình tin nhá. Kiểu lỡ say nắng ý hả? Kiểu như là nhiều lúc nó cũng... Đấy, như mình nói là kiểu yêu xa hay là yêu một người nào đấy mà có những cái như kiểu là nghề nghiệp mình không thích, tuổi tác mình không thích, hoàn cảnh mình không thích chẳng hạn, hay là kiểu ở xa chẳng hạn, thì lỡ chẳng may yêu rồi thì chấp nhận đấy, chứ còn nếu mà mình tránh được từ đầu thì mình tránh được thì tốt đấy, kiểu vậy. Chứ còn lỡ yêu rồi thì thôi, mấy cái đấy thông cảm được, mấy cái đấy bỏ qua được, mấy cái đấy kiểu mình du di được, chứ cũng không ấy được. Nhưng mà bạn thân khác giới thì không nhá. Do quá ngây thơ bị thao túng tâm lý thôi chị ơi, chứ bạn thân khác giới cũng nghe nhiều rồi, nhưng yêu rồi vẫn bị lừa. Nói chung là tùy với cả bạn thân thì phải xem là, nói chung là bạn khác giới thôi, chứ bạn thân gì, thân quấn vào nhau à? Không, nhà bạn thân gì hết. Không ai tin bạn thân khác giới ấy. Con trai con gái ở cạnh nhau dễ lâu ngày lửa gần dâm cũng bén lắm các bạn, đừng có tin. Các bạn cứ để ý mà xem, đầy đứa kiểu con trai con gái đầu tiên bình thường với nhau, xong rồi cô giáo xếp ngồi gần nhau ấy, kiểu dễ nảy sinh tình cảm vãi. Tại vì cái là cái sức hút giới tính ấy các bạn, giống như kiểu là nói chung là sẽ rất là dễ thích người khác giới mình, cái đấy là bình thường. Bạn khác giới lúc thì nói chuyện thân, lúc thì không hé nửa lời là sao chị? Bạn khác giới thì bình thường mà, chứ không phải lúc nào cũng rảnh để nói chuyện với nhau đâu, chứ lúc nào cũng thân thì thành mẹ người yêu à? Kìa. Nhưng mình với cả bạn khác giới của mình cũng thế, gọi là thân, chứ cũng chỉ là mình chơi với nó nhiều hơn với cả lâu hơn những đứa khác thôi. Ví dụ như là mình có một thằng bạn mà bọn mình chơi với nhau mấy năm rồi á, thì thỉnh thoảng cũng có đi chơi với nhau, nhưng mà ít, cũng không phải lúc nào cũng thân, chứ lúc nào cũng đi chơi với nhau, lúc nào cũng nhắn tin với nhau thì thành mẹ nó người yêu rồi, chứ bạn cái gì nữa, đúng không? Vậy vừa phải thôi. Nhưng mình với nó cũng lâu lắm mới có gặp nhau đâu. Nhưng thỉnh thoảng gặp nhau thì vẫn có đi chơi, nhưng mà ít. Còn người yêu của bạn mình có một đứa bạn con gái ấy, mà nó có người yêu ấy, không bao giờ mình với cả người yêu của nó kiểu nhắn tin riêng hay đi chơi riêng. Mặc dù mình với cả người yêu của nó là quen nhau trước nhá, tức là mình với cả anh ấy quen nhau trước, xong rồi là anh ấy tán bạn của mình. Thì mặc dù bọn mình quen nhau trước nhưng mình cũng không bao giờ nhắn tin riêng hết, trừ trường hợp như kiểu là hôm trước mình nhắn tin để xin anh ấy cho bạn mình đi chơi cùng mình ấy, kiểu mỗi thế thôi. Chứ còn không bao giờ nhắn tin chuyện riêng tư hay không bao giờ kiểu đi chơi riêng, điên à? Có mẹ đi chơi riêng không? Được. Hảo án. Con trai có người yêu vẫn thích thả tim thả thính. Chị ơi, người ta nói thích em nhưng vẫn thả tim comment người yêu cũ thì sao? Ui dồi, mẹ thế thì lánh luôn nhá. Không được đâu. Tại vì chị đã từng gặp mấy cái trường hợp mà mẹ dã man lắm. Tức là kiểu con gái rất là tinh tế và mình lại còn là một cái đứa mà rất là để ý nữa, nên là mình biết. Ví dụ như là có mấy bạn có cái bạn nam kia, bạn ấy thích chị, bạn ấy tán chị không được. Sau đấy thì chị biết là bạn ấy có người yêu rồi, nhưng bạn ấy không công khai. Bạn ấy không công khai nhưng tại sao mình biết? Ví dụ như bạn ấy đăng ảnh lên mà người yêu bạn ấy comment kiểu tim tủng này kia, thì mình cũng, thì ví dụ như là một người từng tán mình thì mình cũng thấy tò mò, thì mình cũng bấm vào ấn vào xem, nhưng mà mình không có ý định là yêu bạn ấy hay thích bạn ấy, hay mình không có tiếc gì cả. Đéo tin. Ví dụ khi mà mình vô tình nhìn thấy á, thì mình biết là bạn ấy có người yêu rồi, nhưng bạn ấy không công khai và không đăng ảnh lên, và bạn ấy vẫn thả tim story của chị
liên tục luôn. Tức là con trai thường sẽ không nghĩ đến cái đấy đúng không? Nhưng mà khi mà các bạn làm như thế mà đứa con gái biết á, nó sẽ xem thường các bạn hơn rất là nhiều. Mình sẽ không thích, mình sẽ không đề cao một bạn nam mà kiểu đã có người yêu rồi nhưng mà vẫn đi thả tim story của mình, hay là thả tim ảnh của mình, hay thả tim, hoặc là nhưng mà thường bạn ấy sẽ thả tim story thôi. Tại vì story là cái mà nó sẽ biến mất sau 24 giờ mà không ai nhìn thấy được. Thả tim comment và thả tim bài viết là còn lộ liễu lắm nha. Cái bạn đấy còn danh đến cái mức mà bạn ấy chỉ thả tim story thôi. Đấy, bạn ấy thả tim những cái story mà gì đấy của mình liên tục ấy. Đấy, nhưng mà bạn ấy có người yêu rồi nhá. Có người yêu rồi mình biết rồi nhưng mà không công khai luôn. Nói chung là tồi lắm. Và mình khi mà mình biết được điều đấy thì thậm chí là bạn đấy còn trong mắt mình còn tệ hơn cả cái hồi mà bạn ấy tán mình cơ. Tức hồi bạn ấy trong bạn tán mình thì mình đã kiểu chưa thích bạn ấy rồi, nhưng mà sau đấy bạn ấy có người yêu rồi bạn còn làm thế thì mình cảm thấy quá là xem thường ấy. Mình không biết là nếu bạn nữ mà người yêu của bạn đấy mà biết là bạn đấy vẫn còn đi thả tim crush cũ hay là kiểu thả tim con gái khác thì như thế nào. Nói chung là tồi lắm. Không tin. Có vợ rồi còn xem live thì có người yêu đi thả tim đã là gì ạ? À? Xem live khác chứ anh. Xem live là em chỉ là đang ngồi đây nói chuyện, tâm sự nói chuyện các thứ thôi, chứ không phải là cái mối quan hệ yêu đương đâu. Thả tim là có ý đồ rồi, chả liên quan gì. Con gái thật là khó hiểu nha. Sao lại khó hiểu? Thế lại các bạn làm sai xong các bạn lại đổ cho con gái khó hiểu. Các bạn làm những cái hành động kiểu mập mờ rồi là này kia, có ý đồ này kia, xong các bạn lại bảo con gái khó hiểu. Cái quần què gì vậy? Trời ơi, làm sai xong bắt người ta phải tin là sao? Đấy là bọn con trai chỉ thấy đẹp thì thả tim story thôi, tạo ra một cái tương tác tốt thôi, chứ có cái gì sâu xa đâu á. Ôi trời ơi, có cái sâu xa không thì bọn mình biết chứ bạn. Cái cách thả tim của người ta ấy và những cái nội dung gì của mình mà liên quan đến tình cảm là người ta thả mẹ thả nhiệt tình luôn, làm gì mình không biết bạn. Những cái story của mình mà không phải về tình cảm ấy mà về những cái chuyện ấy bình thường á thì người ta có thể thả like, người ta thả like bình thường hoặc là thả ha ha hoặc thả gì đấy, nhưng mà những cái mà liên quan đến tình cảm á là phải spam tim luôn. Nói chung là con gái nhạy cảm lắm, người ta sẽ biết thôi à, chứ không có gì không biết hết ạ. Bạn xem thường con gái quá rồi. Đấy là không phải ai cũng là người thích thả tim đâu. Đấy là cái bạn đấy mình đã từng nói chuyện với bạn đấy rồi, mình biết tính cách của bạn ấy chứ gì không biết. Hiếm có cô gái là con gái là tinh tế như chị ạ. Không em ơi, con gái nào cũng thế đấy. Đứa con gái nào cũng sẽ để ý như vậy á, chẳng qua là cô nói không thôi. Chẳng qua là chị chả có gì phải ngại với chị ngồi lên chị làm nghề này để chị nói thôi, chứ còn đứa con gái nào cũng sẽ để ý thôi. Con gái mà thích một ai hay là để ý một ai thường người ta sẽ, thậm chí là người ta còn có thể soi từng cái like, soi từng cái thả tim rồi soi cái này cái kia nhiều lắm. Con gái là kiểu thế, con nó có nói không thôi, nó cảm thấy như thế xấu hổ nó không nói. Hai bạn ơi, hai. Lý do bạn không quên được người yêu cũ và cách để bạn có người yêu mới. Giờ chia tay mà thích người yêu cũ thì sao chị ạ? Nếu mà chia tay xong mà vẫn còn thích người yêu cũ thì khả năng là người yêu cũ đã ngon hơn so với người yêu mình. Khả năng thứ hai là mình không tìm được cái mối nào ngon hơn như thế nữa. Một trong hai khả năng đấy thôi, em xem là em thuộc khả năng nào nhé. Nói chung là dù một trong hai thì đều đau lòng ấy. Đấy thì mình gặp trường hợp nào thì mình thay đổi theo cái đấy thôi. Ví dụ như là người yêu cũ ngon quá thì bây giờ mình phải ngon hơn thì mình mới tán lại được nó. Hoặc là mình kiểu như là mình tệ đi xong mình không có tìm được mối nào ngon hơn ấy, nên thì mình mới nhớ người yêu cũ. 100%, 99% mà các bạn chia tay xong các bạn nhớ người yêu cũ, bởi vì là người yêu cũ các bạn ngon quá, các bạn không tìm được mối nào ngon hơn, nếu các bạn nhớ thôi. Chứ nếu các bạn mà có mối ngon hơn, các bạn quên mẹ người yêu cũ luôn thật đấy. Các bạn mà ví dụ như các bạn yêu một cái đứa mà kiểu cũng sinh tầm này thôi, chia tay xong rồi các bạn kiểu tự dưng mẹ trùng số, các bạn giàu vậy, các bạn mẹ Mercedes các kiểu, các bạn đi tán được mấy đứa sinh cỡ này, mẹ chân dài hoa hậu, mẹ chân dài đến nách, xong rồi là toàn hoa hậu này kia hot girl, nên các bạn quên mẹ người yêu cũ nó không nhớ luôn thật. Yeah. Không nhớ đâu, có chăng thì chỉ là nhớ lại kỷ niệm thôi. Bắt đầu ngồi trên Mercedes với cả bạn nữ kia, xong rồi đi qua quán cà phê ngày xưa anh với cả người yêu cũ anh từng đến đây này đấy. Tức là kiểu mình sẽ hoài niệm thôi, nhưng mà hoài niệm kỷ niệm chứ không phải là nhớ con người. Nhớ người, yêu người và kỷ niệm nó khác hoàn toàn nhau nhá. Nên là mình là trường hợp là chỉ nhớ kỷ niệm thôi. Đôi lúc mình kể lại với các bạn chuyện này chuyện kia là bởi vì mình nhớ lại kỷ niệm đấy, chứ còn mình chưa bao giờ tiếc người yêu cũ cả. Mình là trong trường hợp đi lên nhá. Ăn no tối ngày đi làm 8 giờ, sáng 17 giờ chiều kiếm đâu ra mối ngon hơn á? Thì đấy là do bạn chứ phải do cuộc đời đâu. Bây giờ mình hỏi bạn nhá, bạn chấp nhận cái cuộc sống an toàn, bạn chấp nhận cái cuộc sống là hàng ngày mình cứ đi làm từ 8 giờ tối đến 17 giờ chiều, vẫn ở cái văn phòng đấy, không thay đổi môi trường, không thay đổi thời gian, không thay đổi thu nhập, không thay đổi một cái gì cả mà bạn lại đòi những cái tốt hơn đến với bạn có cái cục, đúng không? Từ đâu ra? Bây giờ bạn muốn tiếp cận với những người đẹp hơn, giỏi hơn thì bạn phải đổi môi trường. Bạn cảm thấy là cái môi trường của bạn thì bạn chỉ gặp được những người như thế thôi, bây giờ bạn phải thay đổi đi. Hoặc là bạn đến những cái môi trường mà gặp được những người đẹp hơn, những người giỏi hơn, nhưng mà như thế thì bạn phải giỏi hơn đúng không? Hai là kiểu bạn làm chủ, bạn linh hoạt thời gian hơn, để ngoài cái việc là đưa em đi mỗi đêm thì bạn có thể đưa đi buổi tối, đi ban ngày các thứ. Đấy, tức là mình sẽ linh động thời gian nếu bạn làm chủ. Tức là ý mình á là bạn phải thay đổi cuộc sống của bạn đi. Bây giờ bạn lại đổ hết cho cuộc sống của bạn thì bạn ế là đúng rồi, bạn kêu cái gì? Đúng không?
đúng không mọi người? Hoặc là có một cách nữa, có một cách nữa mà bạn không nhất thiết là phải thay đổi thời gian của bạn. Bạn có thể là tìm nó ở trên những cái môi trường mà nó không bắt buộc về cố định thời gian ấy. Bạn đi làm thì nó sẽ có cái thời gian gọi là giờ hành chính. Giờ hành chính đúng không? Thì bây giờ bạn ngoài giờ hành chính ra bạn có thể làm rất là nhiều thứ khác và vẫn có thể tiếp cận được người mới. Ví dụ như là bạn lại thả vài nghìn sao ở đây. Khi bạn thả vài nghìn sao nó sẽ gì không? Nó sẽ có một cái thông báo donate rất là to trên màn hình. Và bạn sẽ xếp hạng ở trên này này, bạn có thấy 5 người đang đứng ở trên cái bảng xếp hạng donate của mình không? Thì khi mà mặt của bạn đứng trên đấy rồi á, rồi bạn thay một cái avatar thật là đẹp trai á, rồi là bạn có thể gọi là donate thường xuyên cho mình để mình cảm ơn. Thì nó sẽ có những như kiểu là nó sẽ có những cái gói khách hàng thân thiết nó cao cấp hơn. Ví dụ như là lần thứ nhất thì mình chỉ bảo là ơ cảm ơn bạn Gia Bảo tặng mình sao nhé. Nhưng mà lần thứ hai, ui Gia Bảo lại tặng mình sao à, nhiều thế cảm ơn bạn. Lần thứ ba thì có thể là ui Gia Bảo giàu vậy, sao mà tặng mình nhiều sao thế. Sau rồi lần thứ tư vài nghìn sao nữa đúng không, mình sẽ kiểu ui vãi cả cướp, trời ơi Gia Bảo ơi bạn làm nghề gì đấy, sao bạn đã đẹp trai rồi bạn lại còn giàu nữa. Xong lúc đấy bạn mẹ bạn thả 5.000 sao, xong bạn bảo là à mình có làm gì đâu, nhà mình có cái vài cái khách sạn với cả vài cái công ty này kia thôi, chứ mình cũng mình ở nhà chơi thôi, mình rảnh lắm ấy, nên là mình hay xem nắng chụp đấy. Ui mẹ tí nữa 10 đứa inbox cho bạn luôn mà, nhớ 10 đứa inbox luôn để làm quen. Tức là mình phải tạo ra cái điều kiện để cho cái chuyện đấy nó xảy ra, chứ mình không thể ngồi im và chờ người ta đến tán mình được, mình là con trai mà đúng không. Thì tức là đấy, mình chỉ đang lấy một cái ví dụ thôi, các bạn từ từ bình tĩnh nào. Mình chỉ lấy một cái ví dụ thôi, tức là khi mà các bạn muốn thay đổi đối tượng thì mình gặp gỡ ấy, hay là mình muốn thay đổi cuộc sống của mình thì bản thân mình phải thay đổi đi, chứ mình đừng có ngồi ì ra đấy xong mình đổ lỗi cho hoàn cảnh nếu có đâu nha. Không, gói khách hàng thân thiết luôn á. À nhầm, viewer thân thiết, lộn nhầm, viewer thân thiết. Khèo chúa rồi, nói chưa biết ngượng mồm á. Vãi cả đái, nói thật với mọi người chứ chẳng có gì mà phải ngượng mồm luôn, trong khi là mình toàn đưa những cái lời khuyên hữu ích đúng không? Trong khi là cái mục đích chính là mình đang giúp đỡ bạn ấy. Còn nếu bạn bây giờ bạn ấy không muốn donate thì mình làm gì được đâu, mình có đè ra mình bắt donate được đâu đúng không? Đến là donate là hay không là quyền của người ta chứ. Còn nếu mà bạn ấy sau khi bạn ấy nghe mình nói xong bạn ấy vẫn quyết định donate thì chứng tỏ là mình nói hay với đái thì đúng rồi, xứng đáng quá gì nữa. Đấy, mẹ donate kia, Gia Bảo donate kia. Đấy chưa? Thấy không? Thưa Gia Bảo thấy lợi ích chưa? Tức là vừa nãy Gia Bảo donate thì có thể là mọi người chưa để ý Gia Bảo đâu, nhưng mà sau một cái tràng gọi là hướng dẫn cũng như là nhắc của mình á, thì mọi người đã bắt đầu nhớ đến Gia Bảo đấy, bảo ạ. Cho nghỉ mẹ một đi.